Lo ngại thời tiết phía Bắc rét, nhiều nhà trường sớm dần chuyển lượng lớn bưởi diễn từ Hà Nội, Hưng Yên và thành phố Hồ Chí Minh để bán Tết. Năm nay có cả gốc bưởi lên tới hàng trăm triệu đồng. Thời điểm này đi dọc cung đường như Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng ở thành phố Thủ Đức sẽ thấy hàng trăm gốc bưởi được nhà trường nhập từ phía Bắc vào bán Tết. Phân khúc giá bưởi diễn năm nay khá đa dạng, từ 7 đến 8 triệu đồng cho tới trên dưới 100 triệu đồng một cây tùy kích cỡ. Để tô điểm thêm sắc xuân, nhà trường buộc hàng trăm dây đỏ cùng với chuỗi pháo cầu chúc Tết lên cây. Nhà trường cho biết giá bán Tết năm nay tăng khoảng 15% so với năm ngoái, nhưng bù lại nhờ thời tiết đẹp nên chất lượng bưởi khá tốt. Hiện sức mua còn chậm, người bán kỳ vọng khoảng 20 âm lịch trở lên sẽ bán tốt. Năm nay khách có thể thuê cây với giá thấp hơn 20-25% so với giá mua. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết. Các ruộng trồng kiệu tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu nhộn nhịp cảnh thu hoạch kiệu trước kịp phục vụ Tết Quý Mão sắp đến. Mùa kiệu năm nay hơn 40% diện tích bị bệnh nấm do ảnh hưởng của thời tiết. Giá bán tại ruộng chưa đến 40.000 đồng một ký, nhưng bù lại được thương nhân đặt hàng từ trước nên thu hoạch đến đâu bán hết đến đó. Kiệu được đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam, trong đó nguồn tiêu thụ chính là thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 11 âm lịch trở đi là cao điểm mùa đánh bắt tôm biển. Những ngày vừa qua, các tàu đánh bắt của cư dân Khánh Hòa liên tục trở về cảng với sản lượng đầy ắp. Đây là loại tôm thường dùng để làm tôm khô, cung cấp cho thị trường trong dịp Tết, được người tiêu dùng ưa chuộng. Những ngày này, tại cảng cá Vĩnh Lương, Nha Trang, các tàu đánh bắt xa bờ của người dân tấp nập trở về với đầy ắp tôm biển. Các tiểu thương bán hàng tranh nhau thu mua, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp trên cảng. Tôm biển còn được gọi là tôm láng, chứa đủ kích cỡ, có con to bằng con tôm sú, được các bạn hàng thu mua ngay tại cảng. Mỗi ký tôm còn vỏ, người dân bán được trên dưới 50.000 đồng một ký. Tôm sau khi được bóc vỏ bán hơn 100.000 đồng một ký. Đây là nguồn thu nhập cho người dân cũng như các bạn hàng, các chị em nghèo làng chài trong những ngày cận Tết. Tại các trường trồng đào Nhật Tân ở Hà Nội, nhà vườn bắt đầu hối hả chào vụ tuốt lá, chuẩn bị công đoạn nuôi mắt ra nụ để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Vườn đào nhà anh Nguyễn Hoàng Việt tại đường Âu Cơ có tới 800 gốc đào đang chờ mùa tuốt lá. Đây là một trong những khâu quan trọng nhất quyết định vụ mùa có mang lại lợi nhuận hay không. Vì thế, yêu cầu khi tuốt lá được anh chú trọng. Nguyên tắc tuốt lá là người ta sẽ phải vật một là vật lá, hai là người ta phải vuốt từ dưới vuốt lên ngọn, chứ không là vuốt từ ngọn vuốt xuống là nó dễ rụng hết mắt. Nếu như không tuốt lá thì là cái cây nó sẽ lôi toàn lá thì nó không phát triển mắt, mà phải tuốt hết lá đi để cho những cái nụ nó phát triển, nó tập trung vào nó nuôi cây, nó nuôi vào nụ thì nó mới có hoa. Cũng tại làng đào Nhật Tân, gia đình ông Trần Tiến Dũng 60 tuổi năm nay trồng hơn 100 gốc đào thế và hơn 300 gốc mai trắng cho dịp Tết. Theo ông Dũng, việc tuốt lá đào phải được thực hiện trước Tết từ 40 đến 45 ngày tùy từng giống đào. Nếu mà nở sớm hay nở muộn thì tất cả đây là bà con là hầu như cũng phải phụ thuộc vào thời tiết. Thời tiết nếu mà rét ấm như hiện tại bây giờ ấy, thì là bông hoa nó rất đẹp. Nếu mà rét thì bông hoa nó sẽ không nở được căng, mà nắng thì bông hoa nó nở được nhưng mà nó lại nhạt bông hoa. Những ngày này, không khí lao động rất khẩn trương, người người tuốt lá đào, nhà nhà uốn nắn, cắt tỉa cành đào rất nhộn nhịp. Với những người trồng đào tại Nhật Tân, mong muốn lớn nhất là qua nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2023 để có một cái Tết thật đầm ấm và trọn vẹn, góp phần mang xuân đến với mọi nhà.